Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chia đội. Đây cũng là một cái phần hết sức là gay cấn hấp dẫn, là bởi vì sẽ phải tham gia một trò chơi. Ai là người thắng cuối cùng sẽ được quyền chọn một người về đội của mình. Trò chơi như sau. Trò chơi chúng ta là một trò chơi rất trí tuệ. Thế tức là mình phải suy nghĩ, mình nhắm cái hướng, mình định vị nó làm sao để mình thảy cái banh này nó lọt vô trong cái hũ đó. Ba trái vô là coi như người đó thắng nha. Bây giờ hai em gái thi trước đi nha. Mỗi em sẽ có một cái vỏ banh như vậy, ôm lên tay, ôm lên người cũng được đó. Rồi Thảo Phạm qua đây, Fanny ở đây. Dạ. Chuẩn bị. Thôi nói chuyện gái cho tiếng gần hơn chút xíu. Rồi bắt đầu. Trái. Ôi. Cố lên, cố lên. Nhắm, đúng nhắm. Em cao lên, em cao lên một tí. Đấy, đúng rồi. Đó, gần vô rồi. Xong rồi, ba quả. Một trái Thảo Phạm vô rồi nha. Giống như giống gì, giống như nãy luôn. Em mấy cái trò ném ném này em giỏi lắm. Ừ, giỏi. Giỏi ném ra ngoài. Ừ, và... Hết mẫu rồi đó. Một. Một. Tiếp. Hai người quen tay rồi nè. Ai vô trước đến thứ ba là thắng. Mém rồi, mém rồi. Wow. Thảo Phạm em vô trước, thêm vài người chiến thắng. Tiếp theo, hai chàng trai vào vị trí. Bắt đầu. Cái hay dậu ra. Cả hai đều vô một cái rồi. Cố lên anh ơi. Ủa nhưng mà em đang không biết là em đang cổ vũ cho ai luôn. Nó sao? Anh ơi, vào, sao nó... nhắm chuẩn lên. Nó có vào sao nó mới nảy ra mọi người. Hai cái. Cái cuối cùng mua sát ráng lên. Có cần em lượm vợ banh cho anh không? Sắp hết. Sao nó ơ mãi thế? Chưa anh? Tưởng chừng như đã vào nhưng mà lại đi không vào. Hai cái chi ti được luôn. Cái cuối cùng ai là người vô trước? Wow. Đây, chào anh. Chiến thắng. Tiếp theo, trận thi đấu cuối cùng, mời Thảo Phạm vào sát. Mình gái mà phải được ưu tiên, tiến lên em. Đó, được không? Quá đáng. Rồi, chuẩn bị, bắt đầu. Wow, sao vô luôn, hai trái. Thảo vô hai trái rồi nha. Anh đừng có kêu nữa. Nói Thảo gì hay quá. Nói gì nữa, trong trò chơi vừa rồi Thảo Phạm chiến thắng. Chi Ti qua đây. Dạ. Vừa thua đứng dồn qua bên. Sao người khác bị cách ly vậy? Không em ơi, sao bị cách ly em, mình bị kỳ thị. Kỳ thị chứ mình không cách ly vậy. Em chọn đi, trong ba cái gương mặt thua cuộc, thua dưới tay em. Dạ. Em muốn chọn ai về đội của mình? Hả? Dạ. Cái lửa hèn căng thẳng. Anh Ti rất là kiên trì làm kiểu. Em sẽ chọn anh Ti. Ủa dạ, tức là người dạ. Kiên trì làm kiểu là em chọn. Dạ, đúng rồi. Ai thôi có làm kiên trì em rất thích. Màu sắc cũng hợp nhau luôn đó. Ti Ti qua bên Thảo Phạm một đội. Bên đây, có sát cùng với lại Fanny. Bây giờ chúng ta chọn một cái tên cho đội của mình đi nào. Chọn tên đội đi anh. Tên đội đi em. Nam Phụng. Nam Phụng. Nam Phụng hả? Dạ, Nam Phụng. Giống vậy. À, Nam Phụng tên hay đó. Tên mình kìa. Tên mình em đi đi, mình lấy tên là Tí Nị. Tí Nị. Đây có gì cũng dễ thương. Tí Nị à, được không? Được không? Cũng được. Rồi, dạ, Tí Nị đi. Tí Nị. Tí Nị. Tí Nị và Nam Phụng. Thôi, một cái tên nghe có vẻ hoành tráng. Nam Phụng. Mời được cái chút bé cả Tí Nị. Nhỏ mà có vỏ. Đó, nhỏ mà có vỏ. Chưa chắc bên nào thắng bên nào. Mời Tí Nị và Nam Phụng về chỗ. Yeah.